Nhưng mà kể cả có 1m6 mặt dỗ chăng nữa thì đi post này vẫn đẹp trai. Còn đối với những anh em nào mà yêu thích tốc độ, yêu thích xe thì đúng là đây là một trong những gọi như là cái niềm mơ ước. Rất là sướng. Chạy một con xe mà đúng là nếu mà có cho ngồi cả ngày chạy trên con xe này thì đúng là còn không muốn về với vợ luôn ấy. Đéo tin. Anh em thắt dây an toàn vào nhá, để cất cánh nhá. Bye. Porsche Panamera Executive chạy 1.6. Xe con này dùng động cơ 2.9 lít. Executive Panamera. Rồi bây giờ trải nghiệm cho anh em xem con Panamera động cơ 2.9 này nó chạy như thế nào nhé. Anh em thắt dây an toàn vào nhá, để cất cánh nhá. Bye. Con này sử dụng động cơ 2.9 lít tăng áp kép kết hợp với cụm hộp số 8 cấp ZF. Thì con này thì 2.9 thì sản sinh ra khoảng 330 mã, 450 Newton. Ở những giải vòng tua khoảng tầm 1.800 vòng. Tức là anh em chỉ cần hơi nhích chân ga một chút thôi là chúng ta đạt được cái moment xoắn tối đa rồi. Nói chung là với một cái mẫu xe như Porsche Panamera thì cái khả năng cất cánh thì anh em muốn lúc nào cũng được. Đường bên này ở trong khu đô thị cho nên nó hơi lòng vòng, nên mình nhiều khi mình đi mình phải hết sức là từ tốn, không có để cái con quái thú này nó cuốn mình vào, tốc độ là nguy hiểm lắm. 330 mã cùng với 450 Newton ở những giải vòng tua 1.800 vòng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF. Cái khả năng sang số của cái cụm hộp số 8 cấp ZF này thì mình đã chia sẻ với quý vị các bạn rất là nhiều rồi. Cái khả năng sang số gần như là trong nháy mắt thôi, tức là nó rất là nhanh. Nếu mà các bạn chuyển sang chế độ Sport thì cái trạng thái gọi là níu tua lâu và đẩy vòng tua lên cao để nó tạo ra một cái sức kéo khủng khiếp cho chiếc xe này đi và bắt đầu chuyển sang những cấp số tiếp theo. Đó là những cái trạng thái mà anh em sẽ cảm nhận được khi mà cầm lái chiếc xe Porsche Panamera này. Một trong những chiếc xe mà ở trên phiên bản này là phiên bản thấp nhất, phiên bản tiêu chuẩn, sử dụng động cơ 2.9 lít. Nhưng mà nó cũng đã có thể khiến cho anh em cảm thấy thực sự rất hài lòng rồi. Và đặc biệt với các anh em nào trẻ tuổi. Đấy là lý do tại sao mà rất nhiều người thích những cái dòng xe Porsche, đặc biệt là Panamera hoặc là 911, những cái phiên bản cao cấp hơn. Động cơ 2.9 lít tăng áp kép thì các bạn chạy một chiếc xe như này thì các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều vấn đề mức tiêu hao nhiên liệu, bởi vì chắc chắn thì nó sẽ phải rơi vào cỡ khoảng 18, 19 đến 20 lít nếu như chúng ta di chuyển ở trong nội đô với những giải vận tốc thấp, vòng tua cao. Cái khả năng gọi là gì nhỉ? Dập tắt dao động thì không cần phải nói rồi. Hệ thống treo khí nén thích ứng, cho nên là nếu như các bạn di chuyển ở những cái chế độ gọi là sport hay là chế độ cá nhân hóa thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái khả năng của hệ thống treo đem lại chúng ta, thứ nhất là nó rất là cân bằng, rất là cứng, đem tới cái khả năng coi như là ổn định thân xe khi vào cua ở những giải vận tốc cao. Còn nếu như mà chuyển sang chế độ normal, đi qua những cái phần G giảm tốc như vừa rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đem tới cho chúng ta cái khả năng xử lý dập tắt dao động rất nhanh chóng, êm ái, mượt mà. Đó là cái trạng thái mà chiếc Porsche Panamera nó đang đem lại cho cá nhân tôi. Thực sự cầm lái một chiếc xe đến từ Đức thì ngoài yếu tố về động cơ, hộp số cho tới hệ thống treo thì chiếc xe này nó còn có một cái phần vô lăng thực sự rất sướng, nặng. Với bản thân tôi là một người mà coi như là
đã từng đi tập gym đấy, coi như là dân thể thao đấy, cho nên là cầm cái phần vô lăng này nó rất là sướng. Vô lăng nặng siết và cái độ phản hồi mặt đường thì thực sự rất là rõ nét. Cảm nhận ví dụ chẳng hạn như là các bạn đi qua những cái gờ ở phần phía bên trên mặt cầu này, các bạn sẽ cảm nhận được những cái gợn li ti ở trên cái phần vô lăng này. Đó là những cái gì mà Porsche họ đem tới cho chúng ta. Nói chung là với một cái mẫu xe tầm tiền khoảng 7 đến 8 tỷ như Porsche thì không có chê được vào đâu cả. Rất là sướng. Đây là những cái trải nghiệm rất là ngắn thôi với một chiếc xe hạng sang như là Porsche Panamera. Hy vọng là sẽ có những cái video clip sâu hơn để chia sẻ tới quý vị và các bạn về chiếc xe này ở trên những cái cung đường xa hơn, đường cao tốc ấy, chạy ở những giải vận tốc chẳng hạn như là 120, 130, 140 chẳng hạn, để xem là cái mức độ mà khả năng vận hành rồi khả năng cảm giác lái của phần vô lăng, hệ thống treo nó ra sao, đúng không ạ? Nhưng mà với những cung đường xa hơn, còn với những cung đường mà ở trong nội đô này thì thực sự là không thể bùng lực được. Khối động cơ 2.9 330 mã di chuyển ở trong phố quá dư giả, phải nói là quá thừa thãi chứ không phải là dư giả nữa. Đấy, quá thừa thãi luôn. Mà phải khẳng định luôn, nếu như mà anh em nào mà độ tuổi thanh niên khoảng tầm từ 25 đến 30 mà cầm lái chiếc xe này mà thực sự là yêu thích tốc độ ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là cuồng chân, thực sự rất cuồng chân luôn. Đi post này thì đi để trên đường thì các em gái thường xuyên là phải ngoái đầu để xem anh nào đẹp trai hay không. Nhưng mà kể cả có 1m6 mặt dỗ chăng nữa thì đi post này vẫn đẹp trai. Sức mạnh của đồng tiền mà. Panamera thì nó có nhiều phiên bản lắm. Ở tại thị trường Việt Nam thì nó có cả phiên bản hybrid. Thế nhưng mà phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn, sử dụng động cơ 2.9 lít tăng áp thông thường. Đấy, thế nhưng mà nằm ở phía bên dưới cái khả năng vận hành và cái nền tảng khung gầm của chiếc Sport này thì nó là cả một cái bầu trời công nghệ. Phải nói rằng là những cái dòng xe Đức thì họ luôn đi đầu về những cái công nghệ trên ô tô, từ cái công nghệ vận hành tiện ích, an toàn và cả cái nền tảng khung gầm đi theo xe nữa. Luôn luôn đi đầu mà. Đấy, di chuyển ở trong phố mà cứ gặp mấy em gái đi xe quay về đi xe lít như thế thì làm sao mà mà bùng lực được, đúng không anh em? Đấy, nhiều khi cứ phải lựa chân ga thôi, không có, đừng để nó cuốn mình vào những cái vòng xoáy tội lỗi các bạn ạ, rất là nguy hiểm. Đấy, với những cái dòng xe phân khối lớn như này ấy, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ mà mới biết lái, mới cầm lái, hay là kể cả cánh mày râu chăng nữa là cũng không nên cầm lái. Bởi vì chưa quen chân ga, chưa quen xe thì không nên lái. Đấy, nó rất là nguy hiểm, phộc một phát là bay xe ngay. Đấy, nó kéo khủng khiếp luôn, cho nên là những cái dòng xe mà dung tích xi lanh lớn có cái độ phản hồi chân ga nhạy như này thì tôi khuyên các bạn, với những ai mới biết lái, mới cầm lái thì không nên lái, nó rất là nguy hiểm. Đấy. Còn đối với những anh em nào mà yêu thích tốc độ, yêu thích xe thì đúng là đây là một trong những gọi như là cái niềm mơ ước rất là sướng. Chạy một con xe mà đúng là nếu mà có cho ngồi cả ngày chạy trên con xe này thì đúng là còn không muốn về với vợ luôn ấy, chứ không phải là không muốn về với vợ luôn thật mà. Chạy nó sướng, có thể là đi cả ngày luôn được. Đấy. Di chuyển ở trong nội đô, những giải vận tốc thấp, đi qua những cái phần cung đường nó hơi gồ ghề một chút, nó hơi xấu, thì các bạn cũng vẫn nghe thấy những cái tiếng ồn nó dội từ dưới lốp lên vòm bánh xe rồi vào bên trong khoang cabin là chuyện hết sức bình thường các bạn ạ. Hết sức bình thường. Cho nên là ai mà bảo là đi những cái dòng xe sang này nó hoàn toàn im ắng thì có lẽ là không phải. Có một chút tiếng ồn chúng ta vẫn nghe thấy, những tiếng động cơ, những cái tiếng ồn phản hồi dưới mặt lốp nó đem tới cho chúng ta những cái trải nghiệm nó khác biệt, chứ không phải là hoàn toàn đó là cái nhược điểm. Một
chiếc xe như này mà chạy ở trong phố thì đúng là hơi phí thật. Hơi phí. Chạy những chiếc xe như này là phải chạy tốc độ cao ở ngoài đường trường, với những giải vận tốc cao 80, 90, 100. Thậm chí ở bên Đức thì các bạn có thể thấy là có những cung đường gọi là limited đấy, chúng ta chạy tốc độ bao nhiêu thì tùy. Đấy, nó phải có những cung đường như vậy. Chứ còn để mà nói kể cả chạy cao tốc Hà Nội Hải Phòng 120 thì vẫn chưa nhằm nhò gì luôn. Chứ nhằm nhò gì với một chiếc xe như này. Ở chỗ B cỡ khoảng chạy con này phải 300. 300.